Chào quý khán thính giả của TV Thần Sơn Online đến với chương trình Giờ Nguyễn Hồng Anh thứ sáu 22 tháng 2 năm 2019 phát hình từ thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi. Thưa quý vị, đây là chương trình thứ ba của Giờ Nguyễn Hồng Anh. Và như chúng tôi đã nói trước đây, cái chương trình này có mục đích nói lên cái tâm tư của tôi và cũng của rất nhiều người Việt Nam ở trong nước cũng như ở hải ngoại, đặc biệt là ở hải ngoại, nơi chúng tôi được có cái tự do để phát biểu ý kiến của mình mà không có sợ bị sách nhiễu, áp bức hay là bỏ tù. Thưa quý vị, một cái xã hội, nếu mà một cái xã hội gọi là tốt đẹp với dân chủ, thì cái nhà nước phải được điều hành bởi ba cái cơ cấu là hành pháp, lập pháp và tư pháp. Ở Việt Nam, chúng tôi nghĩ rằng chỉ có một cơ cấu mà thôi, đó là cơ cấu nhà nước, tức là hành pháp. Nhưng mà hành pháp này là được điều hành bởi Đảng Cộng sản Việt Nam. Và như quý vị đã từng nghe rất nhiều lần và nghe trên 44 năm và đến ngày hôm nay vẫn còn nghe, là cái chủ trương đường lối của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và cuối cùng là nhân dân làm chủ. Nhưng mà thật sự nhân dân của làm chủ, cái đó là cái cách nói có vẻ là coi thường cái sự thông minh, cái sự hiểu biết của người dân, bởi vì người dân không làm chủ được cái gì hết. Ngay cả cái làm chủ cái căn hộ mình ở, giống như là người dân ở Lộc Hưng cũng không làm chủ được, cũng là do Đảng và nhà nước quản lý và điều hành. Thưa quý vị, tại sao vì chúng tôi lại có cái Giờ Nguyễn Hồng Anh? Bởi vì chúng tôi ở cái sự có tự do và dân chủ, chúng tôi có được cái quyền gọi là đệ tứ quyền, tức là sau ba cái quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp thì có cái đệ tứ quyền. Ba cái cơ cấu đó nó độc lập với nhau, không giống như ở Việt Nam, bởi vì ở Việt Nam mặc dù nó có ba cái cơ cấu đó nhưng mà thật sự tập trung ở trong đảng tay của nhà nước và của đảng, thành thử ra tất cả chỉ là cái bánh vẽ, chỉ là một cái trò biểu diễn dân chủ mà thôi. Nhưng mà ở nước như là nước Úc của chúng tôi thì ở đây thì cái đề tư quyền rất là quan trọng. Tại vì chính cái đề tư quyền, cái quyền của tự do ngôn luận, của tự do báo chí đã giúp cho cái đất nước, cho cái chính quyền nó trong sáng. Bởi vì bất cứ cái việc gì làm của chính quyền mà sai trái thì bị báo chí, đài phát thanh, truyền hình, tức là nói chung là các cơ quan truyền thông, media, các cơ quan truyền thông để ý và theo dõi và đồng thời cũng như là trình bày, đưa ra trước công luận để cho công luận phán xét. Và bởi vì vậy thành thử ra nó luôn có cái sự trong sáng. Ngược lại ở Việt Nam, của đất nước của chúng ta, có đến là 800 cơ quan truyền thông, tôi nghĩ là cái báo đài đấy. Thì nhưng mà 800 cơ quan này thì đều là do nhà nước quản lý, chịu sự lệ thuộc của nhà nước, thành thử ra họ không dám nói cái gì hết. Và nếu họ có nói, báo chí có nói thì nói lên đường lối của đảng mà thôi, cũng như là đưa ra những cái tin tức giật gân, tội phạm hình sự, nhất là đặc biệt báo công an được người ta đọc nhiều là bởi vì nói về hình sự nhiều, về cướp bóc, chém giết, điều tra vụ án, thành thử ra cũng là hấp dẫn một số bạn đọc bình dân. Rồi một số báo khác thì họ là chủ trương về đăng về
viết về tài tử, viết về diễn viên, viết về nghệ sĩ, về cuộc sống của họ, của các đại gia. Thành thực ra cũng là gọi là nó có thông tin đấy, nhưng mà nó có tính cách giải trí nhiều hơn. Chứ không có một cái tờ báo nào mà nó đàng hoàng. Không, tôi nói là đàng hoàng tức là viết những cái bài điều tra những cái việc làm của các cơ quan nhà nước. Ngay cả điều tra luôn cả các đảng viên Cộng sản, nếu cần thiết nữa là điều tra luôn cả những cái việc làm của ủy viên, của 200 cái ủy viên trung ương trung ương đảng, và luôn cả 19 cái ông ở trong Bộ Chính trị nữa. Không, ở Việt Nam không dám làm. Ở những xưa như tự do dân chủ chúng tôi, thủ tướng làm cái gì sai trái là bị ngay, đừng có nói gì nữa. Ở một nước mà như là nước Úc, là cái nước mà phải nói rằng là đa số là theo Thiên Chúa giáo, và ảnh hưởng và cái đạo Thiên Chúa giáo ảnh hưởng đến cái đời sống của con người, cũng như là cái văn hóa, cái văn minh, cái tập tục là ảnh hưởng bởi cái nền văn hóa của Thiên Chúa giáo. Thế mà những cái vị mà cao cấp nhất của giáo hội cũng có thể bị báo chí viết về họ, điều tra về họ, những cái hành động sai trái của họ. Thành thử ra chúng tôi muốn nói rằng là tại sao có cái giờ Nguyễn Hồng Anh là giờ này để chúng tôi nói những cái mà 800 cái báo ở trong nước họ không có nói. Mà nếu có nói thì họ tìm cách họ tránh né, bởi vì họ sợ họ bị bỏ tù, bị làm khó dễ, hoặc là mất cái miếng cơm của họ, tức là cái đời sống của họ. Hôm nay chúng tôi dự trù sẽ có hai đề tài. Một cái đề tài thứ nhất là chúng tôi nói về tình tự do đi lại, cư trú. Và đề tài thứ hai là nói về cái quyền sở hữu đất đai. Thì thưa quý vị, nói về tự do đi lại và di trú thì tôi còn nhớ năm 1975, sau năm 1975, quý vị mà tôi nghĩ là giới trẻ, những bạn trẻ là sinh năm 75 hay là ngay cả sinh năm 70 nữa, khi đó mới 5 tuổi thôi, thì họ đâu có biết cái những cái khó khăn của người dân ở miền Nam đâu. Tôi cũng ở miền Bắc nó tôi cũng có biết, nhưng ở trong miền Nam là rất là khó khăn trong vấn đề đi lại. Quý vị muốn đi sau năm 75 mà muốn đi thăm bà con, thăm cha mẹ mẹ ở thôn quê, quý vị có đi được không? Có ra ngoài bến xe rồi đón xe đi về Vũng Tàu, hay là đi về ở dưới Long Xuyên hay là Cà Mau để thăm được không? Hay ra Huế được không? Không. Quý vị phải xin giấy phép. Quý vị phải xin giấy phép. Phải có công an phường cấp giấy phép quý vị mới đi lại được. Tôi nghĩ là không có một cái đất nước nào, không có một cái chế độ nào ở trên thế giới đi ra khỏi thành phố phải có giấy phép. Và chính vì có giấy phép đó gây sự khó khăn cho người ta đó thì nảy sinh ra những cái tham nhũng. Thành ra tôi nhớ hồi xưa tôi đi về ở dưới Dầu Giây đi đi làm ruộng đó, mà đi về dưới Dầu Giây đi làm ruộng cũng phải xin giấy phép, đi lên xuống ở dưới Dầu Giây, xuống ở dưới đó mình cũng phải trình cho công an, cho tổ trưởng khu phố ở dưới đó, rồi đi lên đi lại, đi lui đi tới, tức là nói chung là mình ra khỏi thành phố là luôn luôn bị phải có giấy đi lại. Thì có lẽ bây giờ là cái vụ mà đi ra khỏi thành phố mà đòi giấy thì có lẽ là không còn. Tôi không ở Việt Nam, xin lỗi quý, có một số người nói ông này không biết gì hết mà nói không, tại vì tôi không ở Việt Nam tôi không biết chuyện đó. Nhưng mà tôi biết rằng là hiện giờ cái vấn đề mà cư trú vẫn còn rất là nghiêm khắc. Không có cái chế độ nào mà có cái chế độ hộ khẩu. Chế độ hộ khẩu đã sinh ra bao nhiêu là cái tham nhũng hối lộ. Nhiều người thôn quê muốn lên ở trên thành phố ở để làm việc, mà muốn có hộ khẩu thì phải sao? Hối lộ. Phải hối lộ. Đừng có nói gì nữa. Ngay cả một số người mà tôi biết là đi về ở Việt Nam, mà đi về Việt Nam cách đây chừng khoảng 10-15 năm đó, là nếu mà tới mà không có trình báo với là tổ dân phố, tôi chỉ nói là tổ dân phố với là cỡ là phường thôi, cỡ đó, mà nếu mà không trình, không có báo cáo cho họ đó là mình là ở ngoài quốc đi về thì mình cũng gặp khó khăn. Thành thử ra rất nhiều người thời đó khi muốn đi về Việt Nam thì luôn luôn phải thủ sẵn thuốc thuốc lá,
để tới biếu cho các tổ trưởng dân phố hay là công an phường hay là đại khái vậy, là phải có hối lộ, phải có hối lộ. Thì bây giờ thưa quý vị, gần đây tôi có xem một số video và tôi thấy có những cái rất là chướng mắt, gọi là chướng tai gai mắt. Quý vị chắc đã coi nhiều rồi, nhưng mà vì trong hôm nay chúng tôi nói về cái đề tài cư trú và cái vấn đề hộ khẩu. Thực ra có những cái cảnh như là quý vị sẽ xem một cái video, một cái bà quá mà vào giữa khuya, vào giữa khuya sau 11 giờ đêm, bà bị mấy cái công an, mấy ông tổ trưởng nhân phố rồi công an phường đi làm khó và đòi đi vào xét nhà. Xét nhà vào giữa đêm. Thì tôi nghĩ cái bà này, bà với cái giọng Bắc thì tôi không biết là bà ở ngoài miền Bắc hay là bà ở trong Nam. Nhưng mà tôi nghi là bà ở trong miền Nam. Và bà đã mắng mỏ mấy cái ông công an. Và có một cái sự nói qua nói lại, bà nói cũng rất mạnh và cũng gây như là chửi rủa cái mấy ông công an tầm thể, đặc biệt là chửi là những cái ông công an với là Đảng Cộng sản Việt Nam đã phá hoại đất nước bằng tham nhũng này nọ. Rồi cái ông kia thì ông cũng nói gì chó mèo gì đối với bà này đó. Nhưng mà xin quý vị coi một đoạn thôi, đoạn ngắn để nói có một sự gọi là nói qua nói lại giữa người dân và công an. Sao các anh có chuyện gì mà đến nhà tôi giờ này? Dạ không, tụi con có việc hỏi thăm kiểm tra gia đình tí ạ. Sao lại kiểm tra gia đình? Dạ không, kiểm tra hành chính, không muốn gặp cô nói chuyện tí thôi ạ. Tại sao lại kiểm tra hành chính giờ này, lệnh đâu? Dạ. Lệnh đâu? Dạ không, cô có mở cửa được con nói chuyện cô tí. Không, bây giờ các anh phải đưa lệnh ra đây tôi mới mở cửa, tôi là công dân. Dạ. Còn các anh mà hai nữa là tổ trưởng dân phố mới mời cái của tôi đâu. Dạ, rồi. Mời người sang đây. Đó, kiểm tra gì đưa lệnh đến. Tụi con không có kiểm tra. Anh vừa mới nói xong mà. Không, tụi con đến nói chuyện gia đình mình tí thôi. Chuyện gì? Mà anh là ở bên nào? Dạ, tụi con bên công an phường ạ. Dạ. Công an phường nào? Dạ, công an phường 4 ạ. Không gì thôi, nếu mà cô không cho tụi cháu vô nhà để tuyên truyền, nhắc nhở dẫn lên trực tự thì cháu tuyên truyền ở đây cũng được. Rồi, được. Dạ. Xin mời anh nói. Dạ. Thì tụi cháu cũng nhắc nhở về an ninh trực tự ở khu phố là rồi. Tình hình an ninh trực tự giờ xảy ra xe trộm cắp xe máy rất là nhiều. Rồi. Tụi cháu muốn vô nhà cô để tuyên truyền một số phương thức thủ đoạn. Rồi. Dạ. Tôi xin lỗi các anh nha. Dạ. Tôi sống ở đây 20 mấy năm rồi. Dạ. Và sinh hoạt với tổ khu phố ở đây rất nhiều rồi. Dạ. Có bác này là tôi chưa gặp thôi. Dạ. Còn ở tổ khu phố đây tôi đã gặp. Tôi là người bị là tù nhân chính trị. Tôi mới ở tù ra 4 tháng nay. Trưởng phường xuống tận đây tôi đã nói tất cả rồi. Dạ. Nhá. Quan điểm của tôi ra sao? Cho mọi việc đúng, mọi việc như thế nào? Tôi hoàn toàn giống như là người một công dân. Dạ. Sống trong xã hội. Tôi tuân thủ toàn bộ những dạ. quy định pháp luật của đúng pháp luật, dạ, đúng, đúng không? Bởi vì các anh nói rằng thượng tôn pháp luật, dạ. Thì các anh phải là người đầu tiên làm gương chúng tôi. Tôi xin lỗi anh rằng từ xưa cho đến nay nhà tôi chưa bao giờ để mất an ninh trật tự, kể cả khi tôi buôn bán, nhá. Xảy ra vấn đề gì thì tôi đều kết hợp với cả chính quyền, dạ. Và địa phương, nhưng chỉ có những cái việc là chính ở địa phương các anh đã từng gây rối và làm ảnh hưởng đến gia đình nhà tôi. Tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cho nhà rồi. Cô thôi. Rồi. À, dạ. Thế thì tôi khẳng định rằng ở đây không có tội phạm. Dạ. Kể cả người bị bản án 3 năm tù do chế độ cộng sản kết như tôi cũng là người yêu nước chứ không phải là tội phạm. Rồi, rồi. Cháu không nhắc nữa, nếu mà nhà, dạ. gia đình mình nếu đúng. Có người mà đến lưu trú qua đêm thì được. Yêu cầu cô là đến công an phường để đăng ký lưu trú qua đêm. Nhà tôi mới có khách về rồi. Dạ. Chiều nay đã lên xe về rồi. Không không, cháu à, đó. Không, bởi vì tôi đã nói với trưởng phường mà. Dạ, dạ. Tôi sẽ tuân thủ mọi cái quy định. Dạ, dạ, dạ. Của pháp luật và mọi người đề ra. Nhắc cô là nếu mà ở qua sau 24 giờ đêm là chính phải thông báo lưu trú với công an. 11 đến 12 giờ tôi không phải trình báo. Dạ, đúng không? Sáng hôm nay ở lại nhiều ngày tôi sẽ trình báo. Dạ, còn nếu họ chỉ đợi xong ngày sau họ về tôi không phải trình báo. Thì đúng không ạ? Tôi nắm luật ra rõ chứ gì. Dạ, rồi. Cảm ơn các anh. Vừa rồi là một bà đã từng đi tù 3 năm. Mà tôi nghĩ rằng bà này chắc là bà ở trong cái dân oan đó. Và đã đi tù vì cái vấn đề tranh đấu, vấn đề mà đất đai bị nhà nước cướp và đã bị giam 3 năm. Còn đây bây giờ mời quý vị nghe một bà trẻ tuổi, giọng nói trẻ tuổi, mặt tôi thấy không có rõ nhưng mà trẻ tuổi, bà nói với công an mà đã tới nhà để mà kiểm soát sau 2-3 giờ đêm. Thì cái người phụ nữ trẻ này hình như là tên Thái. Và quý vị coi cái người phụ nữ này dạy cho mấy ông công an một bài học. Điều 22 hiến pháp, mọi công dân có quyền nơi ở hợp pháp. Mọi người có quyền tất cả xâm phạm về chỗ ở, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Việc khám xét
chỗ ở do luật định điều 22 hiến pháp. Chúng tôi không khám xét, chúng tôi đang kiểm tra hành chính. Kiểm tra hành chính, không ai kiểm tra hành chính sau 23 giờ đêm. Sau 23 giờ đêm là cái thời gian mà người dân đi ngủ. Không có bất kỳ người dân nào có nghĩa vụ phải mở cửa sau 23 giờ đêm. Và luật cư trú quy định, do luật pháp Việt Nam quy định, chúng tôi được phép kiểm tra hành chính. Luật cư trú trên điều nào anh? Anh nói luật cư trú. Chị mở cho em cái luật cư trú ra. Không. Tôi cần em hợp tác để kiểm tra, chứ còn chúng tôi không thực hiện việc khám xét nhà. Không. Tôi khi khám xét mở... là chúng tôi sẽ có lại, được chưa? Tôi không mở cửa sau 23 giờ đây. Rồi, còn nếu chị không đồng ý là tức là chị không hợp tác. Đúng chị rồi. Không hợp tác thì chúng tôi sẽ xử lý theo cái nghị định 167. Dạ, các anh cứ làm. Và thưa quý vị, một cái video khác nữa. Cái video khác này thì không phải là phụ nữ mà mấy anh thanh niên. Tôi thấy ở trong khách sạn cái video này đó, mấy anh thanh niên đừng 4-5 người đó, họ vào ở trong khách sạn vào giữa đêm khuya là sau 20 giờ đêm, sau 12 giờ đêm mà bị công an kéo nhau vào mặc sắc phục, đồng thời có những cái thanh niên mặc thường phục mà cầm máy ảnh để quay phim. Đi kiểm tra hành chính, cái gọi là kiểm tra hành chính vào sau 12 giờ đêm. Đem một đám công an phường đến để kiểm tra hành chính, để coi rằng là những cái người mà đang ở trong khách sạn đó, có đang ngủ đó, đang nằm ngủ đó, có tên ở trên cái danh sách mà khi ghi danh vào ở trong ở dưới văn phòng của khách sạn không. Thì có những thanh niên họ không phải là công an, nhưng mà được công an gọi ra, được hợp đồng. Những cái đồng chí này được hợp đồng đến để quay phim, để giúp chúng tôi làm việc. Chúng ta cũng hiểu tại sao đi khám vào khám sau 12, nhà sau 12 giờ khuya là đã là một cái chuyện rất là sai trái, không có hợp lý. Vậy mà còn đem người đi vô quay phim. Quay phim người ta ở trong chỗ ngủ người ta, phi lý. Và cái anh thanh niên này, anh đã nói rất mạnh và anh đã cũng dạy cho các công an cái bài học là đừng có quấy rượu, quấy nhiễu dân chúng. Anh nói là anh là một công dân hợp pháp, tuân thủ luật pháp của nhà nước, tới có khai báo, có đăng ký, có khai báo, anh có giấy tờ đầy đủ, mà tại sao anh đang ngủ như vậy mà kéo anh dậy sau 12 giờ để mà khám xét? Mà anh nói thế này, nếu mà vợ chồng người ta đã, đây chúng tôi là bạn thân niên với nhau thôi. Nếu vợ chồng người ta đang có gọi là vợ chồng người ta đang có gọi là sinh hoạt với nhau, khi mà quý vị nghe chuyện sinh hoạt là họ nói lịch sự đó, mà mấy ông vô mấy ông gõ cửa đòi coi, đòi khám xét, nghĩa là sao? Hết sức là quấy rồi. Thưa quý vị nghe mấy cái sự đối đáp giữa cái anh thanh niên này và là công an phường ở đâu để đảm bảo cho cái an ninh trật tự nó được tốt. Thế thì chúng tôi cũng kiểm tra tất cả các cơ sở, không riêng gì cơ sở của khách sạn này. Thế này, thứ nhất là thường tôi cũng ở nhiều khách sạn, còn cái nguyên tắc là khi ai cái kiểm tra người ta chỉ từ 10 giờ tối trở về trước, từ 22 giờ khác về. Chứ còn đấy, cái giờ này là giờ người ta ngủ ngày nửa đêm cho cái kiểm tra là một. Thứ hai là thế này, cái đến kiểm tra cũng được, không vấn đề gì. Vâng. Nhưng mình không có vấn đề gì để mà phải ngại cái chuyện kiểm tra. Nhưng có một cái điều cái thứ nhất là gây phiền hà khi người ta đang ngủ. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là thì việc làm việc với chỗ bên công an, cơ quan công quyền như thế nào thì đó là việc của khách sạn. Bởi vì các anh sẽ báo đầy đủ về cái và chịu trách nhiệm về những cái vấn đề người ở đây như thế nào. Thì tôi có đầy đủ chứng minh dân, có đầy đủ tất cả mọi thứ để các anh là có thể làm việc với cơ quan công quyền. Mình khai đầy đủ. Đấy, cái thứ hai là các anh đến ấy thì các anh phải nói chúng tôi biết đoàn cùng có những ai có trách nhiệm gì. Bởi vì nói thật với các anh là bây giờ đáng lẽ ra nhá, là đi này là phải có chính quyền địa phương đi đúng không, có chính quyền địa phương không, rồi là có những người như thế nào, và đồng thời là người có máy ảnh này là đoàn ở đâu, không phải là rõ ràng đấy không phải là công an đúng không, mà không có trách nhiệm ở đây mà tự nhiên vào trong phòng chúng tôi đồ đạc tôi để này làm sao anh, tôi biết được là có cái gì của đồng chí chúng tôi là hợp đồng. Dù là hợp đồng là dù là cái gì làm cái công việc cho nó khách quan, để cho cán bộ chiến sĩ anh em tôi làm việc cho khách quan. Thế tôi hỏi anh là cái việc này là bảo vệ cho cán bộ chiến sĩ khi anh em tôi thực hiện nhiệm vụ không, thì việc tất nhiên là cái anh bảo vệ cái chuyện đó rồi, nhưng mà đã như vậy ấy, thì cái anh đã đi như thế thì đã đi ngoài công an ra rồi, có người khác ấy là cái anh phải có một cái danh sách, phải có những cái để mà đi nó hợp lý đúng không. Cái không thể là kéo rất nhiều những cái người khác vào ở trong này, mà chúng tôi lo là hôm nay là đồ đạc là tất cả mà cuộc sống chúng tôi đang ở đây
rất là bình thường, không ai làm như thế cả, tôi chưa thấy có chỗ nào làm này cả. Đó là thứ nhất. Thì thứ hai, đề nghị anh kia anh tắt cái máy đi, tôi không đồng ý để cho anh quay phim tôi. Quay phim chúng tôi không quay, anh giơ máy lên chúng tôi đồng ý. Ở đây là anh không được phép như vậy, anh là một công dân anh không được phép như thế. Chỉ có chúng tôi có quyền quay công an này này, bởi vì họ đang thực thi nhiệm vụ này. Họ đang còn mặc đồ quần áo cảnh sát này, họ đang thực thi nhiệm vụ, chúng tôi người liên quan, còn những người khác không liên quan, đề nghị công an cho tất cả đi ra ngoài. Đúng không? Chúng ta làm việc với người có trách nhiệm. Tôi đề nghị là như vậy. Anh thấy có hợp lý không nào anh Toàn? Anh xin lỗi anh tên là gì? À, tôi là Vinh. Giới thiệu Minh Vinh là cũng trong đoàn này. Đã. Bản thân tôi tên Toàn thì anh biết rồi, đúng không? Đây tôi nhìn thấy thẻ của anh sát khu vực. Vâng. Phụ trách địa bàn. Vâng. Đây cũng anh em cán bộ chiến sĩ tại công an huyện. Vâng. Thì hôm nay chúng tôi đi kiểm tra định kỳ. Thứ nhất là tôi là cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn. Vâng. Để đi theo cái kế hoạch phân công của lãnh đạo. Vâng. Thế thì trước tiên là chúng tôi đến cũng đã giới thiệu một cái anh như thế rồi. Bản thân anh ngồi người kia chúng tôi cũng đã giới thiệu. Rồi tôi biết rồi, chúng tôi mặc quần áo đây. Và đồng chí quản lý của khách sạn cũng đã có mặt và cũng đã giới thiệu như thế. Vâng. Thì cái việc đi kiểm tra của chúng tôi đây là cái việc của lực lượng cơ quan công an, chứ không có liên quan gì đến cán bộ tổ dân phố hay là chính quyền địa phương hay là ủy ban. Đây là nhầm. Nguyên tắc của công an đi làm việc đến bất cứ một địa phương nào thì phải tổ trưởng dân phố đưa đi, phải có người của chính quyền địa phương từ cấp thấp nhất, chứ không có một cái nguyên tắc nào của công an đi làm mà lại không cần tổ trưởng dân phố. Tôi nói cho anh biết đó là nguyên tắc đấy. Anh không hiểu về cái nguyên tắc làm việc của công an à? Nguyên tắc công an là phải có một tổ trưởng dân phố hoặc là một cái người của chính quyền địa phương thấp nhất để đưa đi xác nhận đấy là công an. Chứ không thể nói chuyện là các anh cứ mặc quần áo công an vào thì người ta cứ phải làm việc các anh. Bất cứ chỗ nào anh về đọc lại cái điều kia đội quy khi đang làm việc với dân đi. Anh là cảnh sát khu vực, anh lẽ anh vẫn cần phải hiểu điều đó. Cái thứ nhất, cái kiểm tra vào lúc này là 12 giờ. Cái điều đó mà điều đánh thức cả cái khách sạn cái anh em dậy như thế này là cái điều là bất nhã. Tôi nói thẳng thế. Được thì tôi hỏi anh nhá, bây giờ đây là chúng tôi ở ngoài đàn ông người này khác bạn bè với nhau. Chứ còn vợ chồng người ta đang sinh hoạt thì anh cũng chạy vào gõ cửa để kiểm tra. Có phải nó vô lý không? Đúng không? Thành phố du lịch, cái chỗ du lịch không ai được phép làm như vậy. Và cuối cùng chúng tôi cũng mời quý vị coi một cái... Tình cờ tôi coi một cái video khác nữa, mà video này rất là độc đáo ở cái điểm là một ông công an tới trong nhà tư gia của mấy hai cô gái. Và tới trong nhà của hai cô gái này thì đòi đi vào. Thì ông công an này đi cùng với một ông có lẽ như là dân phòng gì đó, cũng mặc cái áo màu xanh nhưng mà không phải là công an, còn anh ta là công an. Thưa quý vị, sau này người ta được biết rằng ông này là Trung úy Nguyễn Văn Bắc. Thì ông tới khám nhà dân ở phường Trung Liệt, Đông Đa, Hà Nội. Và câu chuyện này được đăng ở trên báo Pháp Luật. Nhưng mà anh có quyền gì mà em, nhà em làm gì? Anh có quyền kiểm tra, anh là cảnh sát khu vực, anh có quyền và anh chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái việc anh đâu có giấy khám nhà anh như nào ạ? Anh không cần giấy khám nhà. Anh tại sao không có giấy khám nhà? Anh tự đến anh bảo kiểm tra nhà em có nghi vấn gì ở khu vực này, có nghi vấn là có ăn trộm ăn cắp gì hay như thế nào ạ? Em không mở à? Bây giờ anh phải nói lý do là gì thì anh mới mở, thì em mới mở. Tại sao nhà em anh không có giấy phép khám nhà, anh lại đòi khám nhà em? Tôi không phải khám nhà, tôi kiểm tra tạm trú xem có đối tượng nào. Tạm trú cái gì? Tạm trú như thế nào ạ? Em đăng ký tạm trú rồi. Mà bây giờ anh... Tôi nghi ngờ trong em có đối tượng trốn truy nã. Trốn truy nã cái gì đâu? Anh có giấy tờ không? Bây giờ anh phải có giấy tờ. Không, bây giờ anh phải... Anh chẳng có quyền gì anh vào nhà em cả, bây giờ anh phải... Tôi em không biết. Em không cần biết, bây giờ là anh phải có tờ giấy. Chứng nhận là... À, tờ giấy là khám được, khám nhà. Thì em mới cho anh khám. Khám nhà mà tôi kiểm tra tạm trú không? Anh vừa nói anh khám nhà, đối tượng truy nã. Anh nói lại, em không biết, bây giờ anh phải nói lại. Ở đây có đối tượng truy nã ở đây. Anh không có quyền gì anh vào nhà em hết. Bây giờ anh ăn nói như thế là không được, anh là công an mà anh tự nhiên đêm hôm anh đến nhà em. Xong anh bảo là anh kiểm tra có đối tượng truy nã. Tại sao anh ăn nói như thế được? Bây giờ anh là công an, anh phải nói làm sao cho em hiểu. Thế sao bây giờ tự nhiên đêm hôm anh làm như thế này? Đêm hôm anh đến đây, xong rồi anh nhổ nó bọt với ông ấy Bắc. Anh là công an như thế đúng không? Tôi sẽ gửi cái này nhá lên trên công an để xem cái hành động của anh nhổ nó bọt vào mặt tôi là như nào nhá. Anh đêm hôm anh đến đây, hôm nay bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là 12 giờ rồi nhá. Anh ở đây anh nhổ nó bọt vào mặt tôi, xong anh bảo là kiểm tra đối tượng truy nã. Anh có quyền gì mà anh đến đây anh bắt tôi mở cửa ra, anh kiểm tra truy nã cái gì?
Cho em hỏi, đây là nhà riêng của bọn em. Nhà riêng của bọn em. Không phải là phòng trọ, anh thích đến. Anh đổ nước mặt, nước vãi mặt tao này. Như vậy là không được. Anh là công an như thế à? Anh cư xử như thế à? Hả? Anh khám đối tượng truy nã anh phải có giấy tờ. Anh em nói như thế mà được, anh nhổ vào mặt dân như này à? Anh là công an mà anh cư xử không khác cái loại ngoài chợ búa nhá. Anh nói cái gì anh nói đi, anh nói đi. Bác kia cũng thế, bác đứng đây, cháu hỏi bác. Bây giờ như thế nào, cháu hỏi bác bây giờ đêm hôm. Bác, cháu hỏi bác đã, còn cái này á, cháu sẽ phải gửi lên trên phường. Xem là anh làm việc như thế nào, ngày mai sẽ lên phường anh gặp anh. Xúc phạm nhân phẩm mình cuộc. Anh lại đây. Anh không đường làm gì. Anh đòi vào nhà người ta, xong bây giờ anh nhổ cho bọt, anh chửi bới. Anh không giấy tờ gì đâu anh như thế. Đây là em thưa anh, đây là nhà riêng của bọn em nhá, chứ không phải là cái phòng trọ. Anh cứ xử thế à? Công an là như thế đấy à? Thì quý vị coi, để nhà dân vào lúc giữa đêm đòi vào nhà khám xét, mà khi cái người phụ nữ này đòi xem giấy tờ để mới cho vô, tại vì đi khám xét nhà thì phải có giấy tờ để chứng minh rằng là tại sao khám xét vấn đề gì, ông này không chứng minh được. Và ông cuối cùng ông nhổ bạn nước miếng vào cái người phụ nữ này. Thưa quý vị, không có một cái chế độ nào mà khắc khe, tàn bạo, làm khó dân bằng chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và đồng thời cũng khó có một cái, quý vị coi những cái video sẽ thấy rằng là cái tác phong của các cái gọi là những cái cán bộ của nhà nước đó, nó không có văn minh, không có lịch sự. Và cái hành động nhổ nước miếng vào nhà dân khi mà dân không cho vào, hành động đó là hành động không thể chấp nhận được. Và cuối cùng, để khi mà giải thích về vấn đề này thì chúng tôi xin mời quý vị, theo sự hiểu biết của tôi thôi, nếu mà không ai làm việc sau 12 giờ đêm vào nhà dân để mà kiểm tra, cho dù là kiểm tra hành chính để coi thử cô cái người ta ở đó có ghi danh, có đăng ký không, cái đó là thấy cũng quá đáng rồi. Vì nếu kiểm tra ban ngày hoặc là kiểm tra chừng khoảng trước 11 giờ đêm như là cái luật lệ Việt Nam có nói như vậy, nhưng mà quý vị có biết rằng là ở Việt Nam thì cũng mấy ông công an phường thì cũng giống như là người mình hay có nói là phép vua thua lệ là, thì mấy ông muốn làm gì mấy ông làm. Thì ở trên cao thì có ăn lớn, thì ở dưới này thì cấp nhỏ thì cũng phải ăn chút đến, mà tới khám nhà dân tức là một hình thức để mà làm khó và bắt những cái người đó phải một hình thức nào đó phải hối lộ để có cái cuộc sống thoải mái. Thành thử ra xin quý vị coi cái lời giải thích của ông luật sư Trương Anh Tú, ông ở bên Việt Nam đó, ông giải thích về cái vấn đề là giữa đêm có đi khám được không, mà khám hành chánh khác nhau với là khám xét nhà như thế nào, tại vì hai cái khác nhau. Và chính cái lập lờ ở giữa cái kiểm tra hành chánh và khám xét nhà đó, thành thử ra cán bộ Việt Nam, những công an đã lợi dụng đó để hạ hiếp dân và để ăn hối lộ, nói rõ là ăn hối lộ. Thế thì bộ luật tố tụng hình sự của chúng ta quy định rằng là chúng ta không khám nhà vào đêm, không khám nhà vào đêm. Tùy trong một cái trường hợp nhất định mà vì lý do bức thiết mà không thể trì hoãn được thì chúng ta cũng có thể được khám vào ban đêm. Tuy nhiên thì nó là một cái biện pháp nghiệp vụ trong tố tụng hình sự, trong điều tra vụ án thì chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt cái điều kiện về khám xét. Cái việc khám xét thì nó nằm trong cái bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cụ thể nó nằm ở những các cái điều 140, 141, 142, 143 của bộ luật này. Cái việc kiểm tra khám xét người, đồ vật và nhà ở, nơi ở là một biện pháp nghiệp vụ trong quá trình điều tra vụ án. Như vậy là chỉ có khi trong cái quá trình điều tra một vụ án cụ thể thì chúng ta mới được quyền khám xét, hoặc là đi bắt đối tượng truy nã thì chúng ta được quyền khám xét. Tuy nhiên thì tất cả cái việc khám xét đều phải có lệnh. Cái lệnh này nếu như mà ở bên lực lượng công an nhân dân tiến hành khám thì phải có cái phê chuẩn của viện kiểm sát. Tất nhiên là một vài trường hợp rất là hiếm là chúng ta có thể chờ cái sự phê chuẩn sau trong vòng 24 giờ. Do cái tình thế cấp thiết là chúng ta phải khám ngay kẻo bộ đối tượng bỏ trốn hoặc tẩu tán những cái tài liệu đồ vật, thì lực lượng công an nhân dân do thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
sẽ tiến hành ký một cái lệnh và sau đó khám xét xong thì thông qua Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp để phê chuẩn. Về thời gian khám xét cũng như các cái nghiệp vụ khác trong tố tụng hình sự thì nhà nước sẽ thực hiện vào ban ngày. Ban ngày thì nó nhiều lý do, ban ngày thì thuận tiện cho người thực thi công vụ, thuận tiện cho nhân dân. Một lý do khác thì tôi cũng hiểu rằng là nó thể hiện cái tính chính trực, minh bạch của hệ thống pháp luật của chúng ta. Chính vì vậy thì hầu hết các cái buổi làm việc nói chung trong tố tụng hình sự, trong đó có khám xét, sẽ được diễn ra vào ban ngày. Nhưng một số trường hợp cấp bách, thực sự cấp bách thì chúng ta cũng có thể được tiến hành vào ban đêm. Và cuối cùng thưa quý vị, trong cái chương trình hôm nay cuối cùng là chúng tôi xin nói đến về một cái đề tài mà tôi cũng có nói từ đầu đó, tức là quyền sở hữu đất đai. Thưa quý vị, cái vụ mà ủi đất với là giật sập nhà dân ở vườn Lộc Hưng ở Sài Gòn xảy ra vào trước Tết, đến bây giờ cái ảnh hưởng vẫn còn. Và mời quý vị xem một cái đoạn video clip của báo đài mạng Amen TV phỏng vấn ông Vũ Văn Lượng. Thì thưa quý vị, ông này là một cư dân ở vườn rau Lộc Hưng đã bị đẩy ra khỏi cái nơi ông làm ăn, và ông này ông có cái mảnh vườn là 455 m, và sau này vào năm 2017 ông đã xây 4 cái phòng để cho trò để kiếm sống, để cho người ta thuê để kiếm sống. Và ông có một cha già là 94 tuổi, rồi có một người chị là 64 tuổi, bây giờ đã bị bệnh tâm thần trầm trọng sau khi công an vào phá nhà, giật sập tất cả các cái căn hộ ở vườn Lộc Hưng. Và ông Vũ Văn Lượng này, ông cũng có bị cái bệnh Parkinson. Quý vị thấy tay của ông run. Và bây giờ ông nói là ông cái đời sống của ông phải khó khăn nữa, mà phải nói rằng đời sống của ông và gia đình ông trở nên rất là bi đát. Và ông yêu cầu mọi người xem cái này để ủng hộ ông, xem cái video này để ủng hộ ông, và nhất là ông yêu cầu nhà nước chớ đem người đến nhà ông để mà khuyên dụ ông thế này thế nọ. Ông nói bây giờ ông đã giao cho 18, 17 luật sư trong cái nhóm đó để mà muốn nói chuyện về vấn đề nhà cửa, đất đai, đền bù ra sao đó, thì nói với là những cái người đại diện của ông chứ không còn đến nhà để mà quay lại ông nữa. Là làm cái trò gì mà thất nhân ác đức cái mức độ mà nhân dân triệt cái đường sống của nhân dân, phá đi rồi để đấy, nói là tương lai mới xây những cái cụm trường học đó. Tương lai là bao giờ mới là tương lai? Một tháng cũng là tương lai, 10 năm cũng là tương lai, thì chúng tôi chờ đợi đến bao giờ? Trong nó cái hoàn cảnh của chúng tôi là cần phải có cái cuộc sống hàng ngày, nuôi dưỡng bản thân mình, hút men. Rồi tôi cũng nhân tiện đây thì tôi cũng yêu cầu là chính quyền phường 6 đừng cứ đến nhà tôi vận động một cái vấn đề gì hết đó. Bởi vì mỗi một lần mà đến như vậy là cái khổ cho tôi, và chị tôi lại lên cơn khùng cơn điên lên là lại phải 3-4 người mới giữ được. Hôm nọ là có một lần đến vận động tôi đã không cho vô rồi. Tôi nói là nhà người tâm thần đừng vô. Vô bây giờ bà ấy lấy nước tiểu bà ấy tát hay là bà ấy đâm chém thì khổ thân chúng tôi. Rồi tôi đã ủy quyền lại cho đoàn luật sư với lại tập thể là giúp đỡ tôi trong cái vấn đề đất cát này. Thì xin là đừng có đến đây nữa, có thắc mắc gì thì cứ hỏi mấy ông luật sư á. Thưa quý khán thính giả của TV Thời Sáng Lai, chương trình giờ Nguyễn Hồng Anh đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này, và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong 2 tuần tới. Xin chào quý vị.